Nếu có ai đó bảo máy bay bìa cứng chỉ là đồ chơi của con ít, thì hãy giới thiệu cho họ loại UAV Covo do công ty Saipak của Úc sản xuất, được bán với mức giá từ $3,500. Dù thoạt nhìn Covo không khác gì chiếc máy bay giấy vô hại, nhưng thực ra nó được làm từ bìa cứng phủ sáp, dạng phẳng, rất dễ lắp ráp và được phóng bằng máy phóng. Có sải cánh khoảng 1,8m, tầm hoạt động khoảng 120km và có thể chở theo 5kg hàng hóa. UAV cũng có khả năng tìm mục tiêu dựa trên một chương trình điều khiển có thể thiết lập từ máy tính bảng. Chính quyền Kiev được cho là đã sử dụng loại UAV này trong cuộc xung đột với Nga. Theo nguồn tin từ chính quyền Ukraine, loại UAV bìa cứng đã phá hủy ít nhất 4 chiếc Su-30 và một chiếc MiG-29 tại căn cứ ở Kursk, cũng như gây tổn thất cho hai bệ phóng tên lửa Pantsir và các radar của hệ thống phòng không S-300 của quân đội Nga, tạo nên thành công vượt ngoài mong đợi đối với một mẫu UAV giá siêu rẻ. Vậy nên,